Tại sao ạ? Tại sao cái đề đánh giá tư duy này của trường đại học Bách khoa Hà Nội nó lại quan trọng? Nó quan trọng là bởi vì thế này. Bởi vì là như trường đại học Bách khoa Hà Nội có nói ở bên trên website chính thức của nhà trường là sẽ lấy đến 70%. Các em nhớ nhá. 70% số lượng chỉ tiêu là qua cái đề thi đánh giá tư duy này của trường đại học Bách khoa Hà Nội. Đấy, 70% là khá là lớn rồi đấy lý do bởi vì rằng là những cái đề thi tốt nghiệp trung học thông quốc gia từ trước đến nay không lọc được nhiều học sinh dẫn đến là dẫn đến dẫn đến là bây giờ là người ta phải tổ chức cái kỳ thi này và thực ra là kỳ thi này đánh giá được toàn diện học sinh hơn cá nhân thầy thấy, thấy là như vậy à, cách điểm và thực ra thì có cả trường kinh tế quốc dân cũng lấy 5% 5% năm phần trăm thôi mặc dù trông rất là ít thôi nhưng mà à, nó cũng là cái cơ hội khá là lớn dành cho các bạn khác à, trong cái việc mà xét tuyển bằng cái điểm của đề thi đánh giá tư duy của trường đại học Bách khoa Hà Nội. Đấy. Thế thì cái việc mà thi mà hơn nữa lại còn có 6 cái trường đại học về kỹ thuật ở Việt Nam cũng sử dụng cái điểm của đề thi đánh giá tư duy này. Và đấy là năm nay thôi nhưng thầy cá nhân thầy nghĩ thì càng về sau với cái ưu thế của đề thi đánh giá tư duy của trường đại học Bách khoa Hà Nội như này thì khối các ngành của các trường kỹ thuật sẽ sử dụng cái điểm thi của đề thi đánh giá tư duy này làm điểm xét tuyển chính bởi vì nó toàn diện với học sinh nhá nó toàn diện với học sinh nó xét được đúng người tài vào việc học nó không bị lọc không bị lọc nhầm đấy thì các em lưu ý cái tầm quan trọng của cái đề thi này và đây không phải là năm đầu tiên chủ máy khoa đánh giá tư duy năm đầu tiên máy khoa tổ chức khi đánh giá tư duy là năm 2020 nhá với lại cái khóa 2k2 còn năm nay là là, là năm ngoái thì không nhớ thì năm ngoái như là do dịch bệnh nên là máy khoa không tổ chức được còn lại sang năm nay là bách khoa là tổ chức trường Đấy Thì các em lưu ý Cá nhân thầy thì thầy nghĩ rằng là cái cấu trúc của đề thi đánh giá tư duy Của trường đại học bách khoa Thì nó cũng sẽ gần gần tương đồng với đề thi đánh giá năng lực Của trường đại học quốc gia Nó khác nhau điểm này nhá Đánh giá tư duy của bách khoa là có 15 câu Hóa, 15 câu lý, 15 câu sinh Còn đánh giá năng lực nhá Về môn khoa học của đại học quốc gia thì nó lại có 10 câu lý, 10 câu hóa, 10 câu sinh, 10 câu sử, 10 câu điện lý do rất đơn giản là tại sao như thế tại vì bách khoa ấy, thì là chủ yếu chủ yếu khối ngành của bách khoa là khối ngành thiên về kỹ thuật thì kỹ thuật thì thường đôi khi kỹ thuật là là ít sử dụng đến sử và địa ít nhá. nên là người ta sẽ không cho cái môn sử môn địa vào trong phần kỹ thuật thế còn trong cái đề thi đánh giá năng lực của trường đại học quốc gia ấy, thì làm sao thì trong cái đề thi đánh giá năng lực của trường đại học quốc gia thì ở bên trong cái đề đấy thì lại có đầy đủ nhá toán này toán riêng này đúng không ngữ văn riêng này cái này ai cũng biết rồi được chưa? Lý hóa sinh sử địa Mỗi môn 10 câu Lý do tại sao lại có như vậy Bởi vì là bên trường đào quốc gia là tổ hợp Rất nhiều trường con ở bên trong đấy Có 10 trường con trực thuộc trường đào quốc gia Hà Nội Thì người ta phải tổ chức đi như vậy Để người ta có ví dụ như là có những khoa là khoa Văn học, có khoa ngữ văn đúng không? Thì người ta phải có cả hỏi cả sự cả địa ở trong đấy Thế nên là cái đề của trường đào quốc gia Hà Nội nó sẽ tổng quát hơn rồi để đánh giá tư duy Thế thì thường thì những cái bạn nào mà học kỹ thuật thì chúng ta nên thi hết nói chung là tất cả các bạn đều nên thi hết cá nhân thầy nghĩ vậy và thầy khuyên tất cả các, các bạn học sinh của thầy đều thi hết tất cả các kỳ thi này nhá không tội gì không thi cả đằng nào mình cũng mất mất một công mình học rồi này chưa đấy thì các em lưu ý nhá thế về cái cấu trúc về cái cấu trúc thì hai cái đề này thì nghĩ nó tương tự như nhau này bởi vì thầy cũng đã làm và thầy cũng đã nghiên cứu khá là nhiều về cái cái đề thi, cái đề đánh giá tư duy cũng như đề đánh giá năng lực nhá của hai cái trường này của trường bách khoa và trường quốc gia thì thầy đã nghiên cứu khá là nhiều và thầy thấy rằng là tất cả những cái câu hỏi bên trong này nó đều hỏi từ lớp 10 ạ. À. Vâng, rip tất cả những cái bạn nào ôn dễ môn hóa. Nó khác để thi tốt nghiệp ở điểm nào ạ? À? Nếu như các em nhìn thấy rằng là thời ngày à, khoảng độ tầm năm 2020, năm 2021 các anh chị có em thi điểm khá là cao. Nó dẫn đến là cái điểm thi đầu vào cái điểm mà xét tuyển đại học nó rất là cao. Thế nhưng mà thường thì những cái trường top 1 sẽ không lọc được nhiều học sinh. Đấy, thế thì bởi vì tại sao nó cao? Bởi vì đa số 90% kiến thức nó là ở bên trong cái phần là phần kiến thức của lớp 12 môn hóa vậy ạ. À. 90% là kiến thức lớp 12. Thế thì các bạn chỉ cần luyện mỗi lớp 12 là các bạn ngon lành cành đào rồi đúng không? Thế nhưng với cái đề đánh giá tư duy cũng như đề đánh giá năng lượng nó khác hoàn toàn. Như các em nhìn thấy đập thẳng vào mặt kem ở đây câu 16 là một câu kiến thức lớp 11 rồi. Và trong này sẽ có rất nhiều câu kiến thức lớp 11 Câu nào kiến thức lớp 1 thầy sẽ bảo bọn em nhé Có cả câu kiến thức lớp 10 Thế vậy là những cái bạn nào mà không học Đắm chắc được kiến thức lớp 10 với lớp 11 thì coi như toàn Và thầy nghĩ không chỉ mỗi môn hóa đâu Cá nhân thầy nghĩ không chỉ mỗi môn hóa đâu Mà cá nhân thầy nghĩ rằng là Nó sẽ có Cả lý hóa sinh sử địa đều hỏi Từ lớp 10 Đấy thì các em phải lưu ý nhá đánh giá tư duy môn khoa học tự nhiên của đại học bách khoa hà nội thầy thì thầy dạy môn hóa nên thầy chỉ xin phép là chữa có môn hóa thôi chứ môn lý môn sinh thầy quên hết rồi sinh thầy khoanh liều lý thì thầy uh, uh, nhớ mang máng thì thầy khoanh được đúng được 6 câu thôi nhá thì đây đề thi thử vừa mới thi ngày hôm nay sau ngày 23 tháng 01 01 năm 2022 đấy chưa thầy bắt đầu thầy chữa này câu số 16 này các em quan sát thật kỹ nhá và có cái chỗ nào không hiểu thì các em có thể comment xuống phía dưới để thầy giải đáp ngay trực tiếp cho chúng ta được chưa phần này nó là rất là quan trọng ở chỗ điểm là chúng ta sẽ biết là chúng ta hỏng ở đâu chúng ta rỗng ở đâu để chúng ta có thể bù đắp lại trong cái việc tết âm này như vậy nó rất là tốt cho các em câu 16 á các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch thì câu 16 này là một câu của chương trình hóa 11 hóa lớp 11 nhé. đây là một câu của chương trình hóa lớp 11 câu này ở trong chương điện ly và những bạn nào mà không học từ lớp 11 thì câu này coi như là toang bởi vì nếu không học chương địa lý lớp 11 thì chương 2 nó học sang phần khác rồi. Được không ạ? Thế thì dĩ nhiên cá nhân thầy thì thầy vẫn khuyên các em là phải học từ đầu. Nếu em thực sự muốn điểm cao, nếu em thực sự muốn đỗ bách khoa, em phải học từ đầu. Và những bạn nào muốn đỗ bách khoa thì thầy nghĩ rằng chắc các bạn học từ đầu rồi. Nên ở câu chuyện này thì chỉ nói với những bạn nào học ban A1 thôi là phải học hóa. Học hóa thôi em ạ, bởi vì hóa với sinh, trong hóa với sinh thì hóa vẫn dễ học hơn sinh. Đúng không? Thế thì ở trong này nhá, đề bài bảo này, cùng tồn tại trong một dung dịch, cùng tồn tại trong một dung dịch nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không tác dụng với nhau. Để tạo thành Hoặc là chất kết tủa Hoặc là Chất điện ly yếu hoặc là chất khí. Đây là phần kiến thức. Đây là phần lý thuyết chốt mà mình cần nắm được thì mình mới giải được câu 16 này. Dĩ nhiên bây giờ nói là những chất nào chất kết tủa, những chất nào chất địa lý yếu, những chất nào chất khí thì nó phải là cả một quá trình chúng ta làm bài tập từ trước đến giờ. Đúng không ạ? Nó là vấn đề thời gian. Nó là vấn đề công sức thời gian nó có thể xóa nhòa khi và chỉ khi em học thật trâu em học thật điên thì được em làm thật nhiều lên ạ thì được nhá yeah. đây đây mình có này kèm quan sát ạ vậy bây giờ cứ nhìn xem những cái ông nào tác dụng với nhau tạo thành chất kết tủa thôi thằng này không đây nhìn này thằng này không tạo chất kết tủa nhưng ta biết là HCO3 trừ cộng OH trừ HCO3 trừ cộng với OH trừ thì nó tạo thành là CO32 trừ cộng H2O đúng không Thế vậy rằng là đây nó tạo thành chất điện yếu chưa vậy là hai thằng này không thể cùng tồn tại đồng thời với nhau không thể cùng tồn tại đồng thời với nhau tại nó tác dụng với nhau mà thì nó không thể cùng tồn tại loại b đợi cho các em nhìn kỹ chưa đấy nhá tiếp tục ạ à. tiếp tục ạ à. này nó anh này này không cùng tồn tại mà không cùng tồn tại là tác dụng nhau à vậy là đáp án b rồi đúng không đấy một b chính xác chính xác luôn phát biểu câu 19 ạ, phát biểu nào sau đây là sai thầy sẽ chữa những câu dễ trước, những câu khó thầy chữa sau. Được không ạ? Đề bài yêu cầu là phát biểu nào sau đây là sai, không tồn tại hỗn hợp của hai chất khí oxy và clo ở điều kiện thường, của hai chất khí oxy và clo ở điều kiện thường. Không tồn tại hỗn hợp của hai chất khí oxy và clo điều kiện thường. Thực ra thì oxy và clo là nó không phản ứng với nhau. Nên là nó tồn tại ở điều kiện thường là điều dĩ nhiên. Nhá. Thế vậy cái câu nói là sự phủ định là không tồn tại này là sai vậy sai là thế còn trong công nghiệp oxy được sản xuất bằng cách hóa lỏng và trưng cất phân loại không khí có thể dùng PbOh 2 lần để nhận biết khí H2S có thể dùng giấy ẩm được chưa có thể dùng giấy ẩm dung dịch cao và hồ tinh bột để phân biệt hai bình chứa ozone và hồ 2 được để ozone mà vào đây được chưa đây ozone vào thằng hồ tinh bột đại KOH tẩm dung dịch thì có thể dùng tẩm giấy tẩm dung dịch để phân biệt đây KOH và hồ tinh bột thì vào ozone là nó sẽ ra luôn chỗ này như là ghi nhầm đấy chỗ này như là gõ nhầm máy à, chỗ này là phải là KI chỗ này gõ nhầm đấy máy gõ nhầm đấy KI và hồ tinh bột để phân biệt hai bình chứa ozone và oxy các em thông cảm là vì là gõ nhanh quá nên là cái người gõ người ta cũng có thể gõ nhầm nha các bạn thông cảm đừng bắt lỗi nhiều quá đúng không ạ à, vậy thì Đấy, thế thì cái câu 19 này là ở phần kiến thức lớp nào? Lớp 10 ạ. À. Hỏi về oxy này, clo này, oxy chứ oxy lưu huỳnh, clo là chứ halogen. Điều chế oxy lớp 10 các bạn mở sách lớp 10 em đúng không? Nhận biết khí HS. Nhận biết khí HS này là ở hóa học lớp 10 còn gì nữa. Không chạy đi đâu được đúng không? Anh iốt để nhận biết ozone này cũng là hóa học lớp 10. Thế mình mà không học lớp 10 mình quên lớp 10 là toang câu này coi như bỏ luôn mặc dù câu này là một câu dễ. Nhưng mà cho với bọn lớp 12 thì nó lại biến thành một câu khó Đúng không ạ? Đấy Nó nguy hiểm như thế Đấy là lý do mà tại sao những cái bạn nào muốn thi Các khối ngành kỹ thuật phải để ý đến kỳ thi này Và phải học ngay từ bây giờ Câu 20 này là của câu lớp 11 Đây là một câu khá là khó Tí nó thầy chữa sao Đánh dấu lại nhá Câu 21 Kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT với thuốc thử được ghi bằng sau Đấy, chúng ta lưu ý nha, để bài nói này kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi bảng sau. <laughs> Ông ra nhìn kỹ này. X Câu này là một câu dễ nhá, các bạn đừng có bảo câu này là một câu khó. Câu 21 này là một câu của kiến thức hóa lớp 12. X và T và quỳ tím thì quỳ tím chuyển màu xanh. Thế thì vậy là X quỳ tím chuyển màu xanh anh nhìn này, etinamin chuyển màu xanh. Etilamin chuyển màu xanh, dimetinamin chuyển màu xanh, anilin không đổi màu quỳ. Được chưa? Vậy loại đáp án D. Tiếp tục nhá. T vào quỳ tím, quỳ tím chuyển màu xanh, anilin không đổi màu quỳ, anilin không đổi màu quỳ, loại hết chưa? Vậy là chỉ còn anh này thôi. Check nốt nhá. Y vào dung dịch AgNO3 trong nợ 3 thu được kết tủa bạc trắng sáng, đúng không? Thằng xác carozer. Chỗ này là gõ, chỗ này là gõ sai rồi. Chỗ này là gõ đề bị sai các em ạ Để thầy check lại đề Chứ chỗ này là gõ đề bị sai rồi Chỗ này thầy khẳng định luôn là gõ đề bị sai Bởi vì hồi sáng thì giải là không phải như này Chỗ này gõ đề bị sai đấy ạ Câu này là câu Câu này bị gõ đề sai rồi Đây A là etinamin, glucose, saccharose và dimethin. Amin nhá được chưa b là etinamin này saccharose này glucose này anilin này dimetinamin này sac này fruc này lysin này anilin glucose saccharose etinamin rồi bây giờ cái đề mới chọn Để chỗ này là dimetinamin các em ạ thế thì vậy là ở đây mình mới loại đáp án c thôi và mình loại đáp án b thôi vậy mình còn a và c thế giờ y vào dịch a cầu 3 trong lớp 3 đun nóng thu được kết tổ bạc trắng sáng bạc trắng sáng Vậy thì nó không thể là sacarose được sacarose không có cho kết tủa bạc Đúng không? Bởi vì anh sacarose không cho kết tủa bạc Nên chắc chắn đáp án đúng của chúng ta chỉ còn đáp án A Check nốt này Y và Z vào CH2 lần cho dịch xanh lam Đúng không? Glu, sac Đúng vào CH2 lần cho dịch màu xanh lam Chuẩn luôn X và T vào dung dịch FECL3 kết tủa màu đỏ nâu Đây, etinamin và dibetinamin thì đều có tính bazơ Khi cho dung dịch FECL3 kết tủa màu đỏ nâu Chính xác luôn Thế là câu này là cũng là một câu dễ Đúng không ạ Sang câu 22 ạ à. Câu 22 Thầy đánh giá câu 22 là một câu Mà sức của các em làm được Nhá Thầy đánh giá là câu 22 là sức của các em làm được Nhưng Nhưng rất dễ nhiều bạn lại không làm được Bởi vì các bạn không nắm chắc lý thuyết Phần nhôm Và thực ra những bạn nào Đôi lúc nhiều bạn còn bị nhầm nữa cơ đôi lúc nhiều bạn có bị nhầm đấy cơ để chưa đấy thì các em lưu ý ở trong này nhá câu 22 ạ à. câu 22 các bạn quan sát vào đây à. quan sát vào đây nhá câu 22 à. cho hỗn hợp gồm KO Al2O3 vào nước dư K2O này FeO này Al2O3 này vào nước dư này thì thu được dung dịch X và phần không tan Y. Thu được dung dịch X và phần không tan Y. Vậy thầy chắc chắn FeO là không tan trong nước. Còn lại còn một thằng nữa, thầy không biết là nó có tồn tại ở thằng chất rắn hay không, phần không tan hay không, đó thằng Al2O3. Bởi vì có hai khả năng hoặc là KOH tác dụng với nước để tạo thành à, K2O tác dụng với nước để tạo thành KOH, sau đó KOH tác dụng hết với Al2O3 thì sẽ không còn Al2O3 nữa. Đúng không? Hoặc là Al2O3 dư. Nhưng cái này mình chưa biết. Nhưng mà mình có thể chắc chắn rằng là K2O tác dụng với nước để tạo thành KOH và KOH tác dụng với Al2O3 để tạo thành KAlO2. Cái này mình có thể khẳng định được, đúng là có trong dịch có KAlO2. Còn vấn đề nhôm dư hay không thì mình không biết được chưa? Thế giờ mình đọc tiếp. Cho khí CO dư đi qua Y đây cộng với CO dư đi qua Y nung nóng thì thu được chất rắn Z. Chất rắn Z. Được chưa? Thế thì nếu mà trong này mà chỉ có Fe thì Fe cộng với Cu thì chất rắn Z chúng ta là chỉ có gì thôi ạ? À? Sắt. Nhưng sắt này có tác dụng với NaOH dư không? sắt không bao giờ tác dụng với đá hóa dư cả. Thế mà ở đây đề bài nói này, thấy tan một phần và còn lại chất rắn g. Thế thì sắt không tan trong đá hóa dư rồi vậy thì chắc chắn trong hỗn hợp chất rắn Z này còn một anh có khả năng tan trong đá hóa dư. Và còn một anh thì chúng ta biết rồi. Vậy thì suy ra chắc chắn trong phần y để có Al2O3 dư. Và khi trong phần y này có Al2O3 dư thì trong dịch X chỉ tồn tại mỗi anh KLO2 thôi và Al2O3 dư khi tác dụng với co dư thì chất rắn này nó sẽ còn nguyên là Al2O3. Và khi tác dụng với NaOH dư ấy. Khi tác dụng với NaOH dư thì sắt không tan. Được chưa ạ? Sắt không tan, sắt giữ nguyên. Vậy thì ở đây sắt là chất rắn g. Còn Al2O3 tan để tạo thành NaAlO2 Được chưa? Vậy ở đây mình đã xác định được hầu hết rồi đấy ạ. Đây ạ. Mình sẽ có là các chất trong X. X là KLO2. Không có cao H loại luôn đáp án A. Được chưa? Y gồm FeO và Al2O3. Y gồm FeO và Al2O3. Được chưa? Và G. Đấy còn lại chất rắn G. Chỗ này lại gõ lại gõ lỗi rồi. Ý B này chắc chắn là lại bị gõ lỗi. Để thầy trách lại. Em đợi thầy xíu. Ý B này chắc chắn là bị gõ lỗi rồi. Thông cảm chút xíu. IB này bị gõ lỗi ạ. KLO2 này. FEO AL2O3 dư này. Và vào nó hát dư thế tan một phần còn lại cho trắng G. À đây là XYZ thôi, hỏi Z thôi. Đây thì Z đây, à không bị gõ lỗi đâu. Để bảo hỏi XYZ thì đây là X nhá. Đây Y nhá, đây Z là gồm FE và AL2O3. Đây Z gồm FE AL2O3, không phải gõ lỗi ạ. Sorry ạ, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. B bỏ Đấy các em thấy chưa đây, Cái vấn đề ở đây nhá Cái vấn đề ở đây các bạn không làm được Các bạn kêu khó Là vì gì Là vì chúng ta không nắm rõ bản chất Ở đây hỏi khá là nhiều về vấn đề bản chất Các em thấy không ạ Rất nhiều về vấn đề bản chất Và bản chất chúng ta phải nắm được Và nắm kỹ Nắm thật kỹ bản chất thì mới thành công được. Và câu này nếu bạn nào nắm kỹ bản chất thì làm được ngon lành. Nó cũng chỉ tầm 30 giây thầy nghĩ là với học sinh của thầy làm chỉ tầm 30 giây à, hôm nay có một bạn à, với báo với thầy rằng là bạn làm đúng 11 trên 15 câu nhé yeah. 11 trên 15 câu của bách khoa thầy kinh điển không chưa luyện tí gì luôn câu 23 là một câu phần chương polymer thầy nghĩ câu 23 để tí nữa rồi thầy chữa yên tâm ạ à, buổi hôm nay thầy sẽ chữa hết cho chúng ta câu 24 câu 24 tác hại nào sau đây do nước cứng gây ra À, các bạn thử nghĩ xem là cái 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 nào ạ à? cái này là một câu câu phần lớp 12 hóa lớp 12 phần nước cứng nước cứng này là ở cái chương là chương kim loại kiềm thổ nhá trong phần kim loại kiềm thổ về bài nước cứng luôn Đó, các bạn cùng xem xem là cái câu này thì là bạn nào các bạn cùng thử ở comment xuống dưới xem thấy chúng ta thế này tác hại nào sau đây là do nước cứng gây ra gây ngộ độc cho người và gia súc khi uống của ơi Nước cứng gây ngộ độc không ạ? Nước nước cứng có gây ngộ độc không? Nước cứng không thể gây ngộ độc được Tại vì nước cứng nó chứa thành phần Nhiều thằng ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng trong nước cứng Thực ra thì cái nước chúng ta uống hàng ngày vẫn là nước cứng đấy ạ Thế nên là không thể gây ngộ độc được Làm kết tủa béo trong tế bào sống thì mình uống vào thêm mình toi luôn ạ à? Ăn mòn bê tông, cái nước cứng nó vẫn chạy thế Làm sao mà ăn mòn được bê tông đúng không? Ăn mòn bê tông là do cái nước có tính axit. Ở đây là gì ạ? tác hại của nước cứng là làm giảm mùi vị của thức ăn khi nấu và giảm mùi vị của đồ uống nhé ok chưa đây là câu 24 rất dễ câu 25 cũng cực kỳ dễ câu 25 này ở trong chương trình hóa lớp 11 phần ăn can thế nhưng mà đứa nào mà không học thì là vẫn là khó đúng không ạ đứa nào không học vẫn khó đúng không vẫn khó lè cổ đấy 25 đáp án gì ạ câu 25 này mình muốn làm được mình phải nắm được chương trình lớp 11 là phản ứng thế của lo ấy thì butan đây thế có lo theo tỷ lệ 1 1 thì nó sinh ra 1 2 sản phẩm neopentan đây thế có lo tỷ lệ 1 1 thì nó chỉ sinh ra một sản phẩm pentan đây thế có lo theo tỷ lệ 1 1 thì sinh ra 1 2 3 sản phẩm thì hiện tại bây giờ thằng này là vô địch thế còn sang isopentan đây thế có lo theo tỷ lệ 1 1 thì đây là 1 2 3 4 1 vậy Thằng IsoPentan là thu được nhiều sản phẩm nhất Thu được tận 4 sản phẩm Đấy chưa? 4 sản phẩm thể mono của nó Gì? Ok nhá Ok nhá, cái này lớp 11 ạ Câu 26 này là Phần hiểu kiến thức thực tế Của lớp 12 Thực ra cả lớp 12, lớp 11 Đây là hỗn hợp cả lớp 12, lớp 11 Nhưng thực ra về phần kiến thức lý thuyết của nó Thì nghiêng về phần lớp 11 hơn Bởi vì ở trong này nó hỏi đến phần phản ứng thế của anh nhóm chức ở nhóm chức OH Được không ạ? Thế thì thầy rất thích những câu hỏi như câu 26 này, này Bởi vì là nó là thực tế Và nó đánh giá độ hiểu của các em rất là cao Ở trên đây nhá Cồn rửa tay khô, sung dung dịch rửa tay sát khuẩn Được dùng để phòng chống Covid Theo Tổ chức Y tế Thế giới Cồn rửa tay khô có phần trăm thể tích các thành phần chính như sau Ethanol 80% Nước oxy già 0,125% Glycerol là trong công nghiệp thì nguyên liệu chính ethanol không được điều chế bằng cách nào sau đây Lưu ý là không được điều chế Trong công nghiệp nhé Không được điều chế Bằng cách nào sau đây Thế thì à, thủy phân sen trong axit của lên men glucose thì chắc chắn là đúng rồi Đúng không? Được điều chế rồi đúng không? Lên men tinh bột là cũng là được điều chế bằng Rồi Hydrat hóa etilen thì đây đúng là trong công nghiệp rồi gì nữa Ethylene hydrat hóa là cộng nước thì đúng là tạo thành Xe 5 oh rồi à? Thủy phân etin acetat Trong môi trường axit Thì các em lưu ý này Phản ứng thủy phân là phản ứng thuận nghịch hai chiều Và khi mà thủy phân xong Thì nó sinh ra hỗn hợp gồm có c 3 ch và C2H5 OH Tách hai thằng này thì dĩ nhiên là phải cần thêm một công đoạn nữa Nên là phải mất thêm tiền Nên người ta sẽ không điều chế bằng cách này cho công nghiệp nhá nên đáp án đúng chúng ta là đáp án gì cái này liên quan đến việc ý hiểu ý nhiều hơn và nó xen lẫn giữa chương trình lớp 11 và lớp 12 đấy nó là nó gọi là liên kiến thức của lớp 11 và lớp 12 được không ạ thế thì đấy là lý do mà tại sao thầy bảo là thầy rất thích cái đề này bởi vì đề này nó đánh giá đúng cái tư duy đúng cái độ hiểu môn học của các em như nào và thầy nghĩ rằng môn lý và môn sinh nó cũng như vậy dĩ nhiên thì hơi vất vả cho các em tí nhưng mà nói thật nói thật nhé Nói thật, những cái bạn nào mà thi vào bách khoa hay thi vào những cái trường về kỹ thuật thì cần phải thực sự có cái trí tuệ nhất định. Thì cái đề này nó kiểm tra được điều đó. Đầu tiên em phải cần cù lớp 10, lớp 11, lớp 12 em có học không? Em lười học thì phải chịu. Đúng không? Dĩ nhiên bây giờ mình vẫn cứu được. Vẫn kịp để cứu. Câu 27 để lại tí thầy giải sau. 27 thực ra là mỗi câu rất là dễ thôi Nó là một câu phần vận dụng cao à, Câu 28 rất hay Câu 28 thầy nghĩ là nó làm Không chỉ làm cho các em gặp khó đâu Mà nó ngay kể cả Nó làm cho các bạn sinh viên trường đại học sư phạm Nhá, cũng gặp khó Đó ạ Tại sao thầy biết được đấy Tại vì là à, học sinh của thầy là sinh viên trường đại học sư phạm Mà hỏi thầy câu này mà Khoa hóa luôn đấy Học sinh thầy 28 Nào Chúng ta cùng xem nhé Xem này chữa o 28 nào Trên thị trường hiện nay một loại nước tương Xì dầu đã bị cấm sử dụng do chứa lượng 3MPCD Đấy mình phải nắm được Đây 3MPCD là gì 3 Monochloropropan 1,2 dion Cái này của lớp 11 Đấy chưa ạ Đây Propan này 1,2 dion này OH này OH này 3 monoclor này Đấy, thì đây là công thức của 3 MPCD. Vượt quá tiêu chuẩn cho phép, sự hình thành 3 MPCD trong quá trình sản xuất nước tương được giải thích là do nhà sản xuất dùng HCL để thủy phân protein thực vật đậu tương. Trong quá trình này có kèm theo phản ứng thủy phân chất béo để tạo thành glycerol. Sau đó HCL tác dụng với glycerol, đây cũng là của lớp 11 này, HCL tác dụng glycerol, công thức của glycerol này. OH 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 cộng HCl thì thu được hai đồng phân cấu tạo đúng là thu được hai đồng phân cấu tạo luôn ạ à. đây c c c ba nhóm oh thì thằng cl này nó sẽ thế được vào hoặc thằng này hoặc thằng này thế là thằng này thì tương tự như thế thằng này vậy cờ lo vào đây này hai nhóm oh còn lại giữ nguyên này hoặc thực ra không phải hoặc là và hai sản phẩm mà đây ạ à, lo kế vào anh ở giữa được chưa ạ thì các em nhìn thấy anh này với anh này là một Nên nó chính là 3 MPCD Được chưa? Mình nắm chắc kiến thức lớp 11 thì nó rất là dễ Thế thì Đây là chất x rồi Để bài hỏi chúng ta này à, Cho phát biểu sau Vinin Clorua thì tác dụng với dung dịch KMNO4 Thu được 3 MPCD Vinin Clorua đây Tác dụng với KMNO4 thì không thu được 3 MPCD đâu. Các em nhìn này, 3 MPCD có mấy carbon? 3 carbon mà thằng này chỉ có 2 carbon. Thằng này không cung cấp thêm carbon. Nên không thể sinh ra được. Nhá. Bỏ. Mà thực ra anh này nó sinh ra anh nào? Đây nó sinh ra anh này cơ. Được chưa? Đấy thì nên bỏ cái đấy đi. Nhá. Thứ hai ạ, à, X hòa tan được siêu quá hai lần tạo thành dụng một xanh lam, mình nhìn xem nào. X hòa tan được không? Để hòa tan được siêu quá hai lần trong dịch để tạo thành màu xanh lam khi và chỉ khi nó phải có hai nhóm hoắt liên kề trở lên đây nhìn đây hai hoắt này cách nhau không thể liên kề được vì vậy nên không hòa tan được thành dung dịch màu xanh lam tên gọi của x là hai Propan xem nào tên gọi của x đây đúng chưa hai Propan gì ạ một hai dion là sai rồi đây là một ba dion hai mono clo propan 1,3 dion mới đúng ạ được chưa thế là sai luôn thằng này vậy đây mình chỉ có một nhận định đúng thôi là tách béo đậu tương trước khi thủy phân để làm giảm sự hình thành 30 pcd tại sao phải tách béo đậu tương tại vì thế này đây ạ nó giải thích đây HCL để thủy phân protein trong thực vật Thì trong phản ứng này có thủy phân chất béo Thế thì mình mà tất chất béo này thì không thể có glycerol được Thì nó không thể tạo thành 3MPCD được Các em hiểu không nhỉ? Vì vậy nên Cái phát biểu đúng Số phát biểu đúng này của chúng ta là chỉ có mấy thôi Một phát biểu đúng thôi Xe ạ Được chưa? Nhá, ở đây chỉ có một phát biểu đúng Ok Xong ạ Câu 29 Câu 29 này là mỗi câu ở trong chương trình học lớp 12 Câu 29 này là một câu trong chương trình học lớp 12 đấy. Thực ra thì nếu mà chúng ta nắm được bản chất thì nó cũng rất là dễ. Nó rất là dễ. Còn những bạn nào mà đã nắm bản chất rồi mà không làm được câu này thì chúng ta luyện đề nhiều lên là chúng ta sẽ làm được. Cá nhân thể nghĩ vậy. Nắm được câu này rồi mà vẫn chưa làm được thì mình chỉ cần tăng cái việc mình luyện đề lên thôi các em ạ. Mình tăng cái khả năng luyện đề của mình lên là mình sẽ làm được. Nhá. Thì nó cũng không quá khó với các em. Thì các bạn cần phải theo dõi thật kỹ trong quá trình thấy chữa. Được chưa? Đây các em quan sát. Câu 29. Cho chất XYZT tác dụng H4 loãng đều tạo ra o 4 Thế nên mình nhìn nha. FeCO3 tác dụng với lại H24 tạo thành Fe4 đúng nhưng FeCl là không bao giờ tác dụng H24 đâu. FES có. Fe có. Được chưa? Thì loại ngay đáp án B. Đấy mình cứ làm kiểu thế thôi mình loại được nhiều rồi. Thế tương tự này, ý D mình nhìn ngay có FeCl2, đỡ phải nhìn. FeCl2 không thể tác dụng H4 loãng tạo thành Fe4 được loại tiếp. Thế là mình loại được B và D rồi đã Nhanh chưa Bây giờ mình còn là A và C thôi Bây giờ mình thử từng thằng một Bây giờ Đầu tiên là FNO3 hai lần Thì có cách nào để tạo thành FECO3 không thì có Cho tác dụng với NA2 CO3 Thì nó tạo thành kết tủa Thằng này là dung dịch Thằng này kết tủa nên là ưu tiên tạo thành được Sau đó FECO3 thì nung nóng Trong điều kiện là trong chân không Thì mình sẽ thu được FEO Được không ạ? FEO bây giờ là cho tác dụng với lại CO hoặc Kiro thì sẽ thu được FE Được chưa? Đúng bọn này này Thế FE bây giờ làm sao để tạo thành FS FE giờ làm sao tạo thành FS Thì tác dụng lưu hình để tạo thành FS Thế là A được nhá Mình xem nào Bây giờ mình thử xem thằng C xem được không feno ba 32 lần Thì chỉ cần cho tác dụng với lại NA2S Là tạo được thành FS nhưng FES có cách nào để tạo thành FEH hai lần không? Thì câu trả lời là không. Thằng này kết tủa, thằng này kết tủa. Chịu. Đấy chưa? Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Rất dễ. Thế nên thầy mới bảo rằng là muốn làm được cái đề này thì nó cũng không quá khó. Câu 30 nhá. Thực ra các em ạ, câu 30 là một cái câu mà có trong cái tờ đề nhôm của thầy dạy trong khóa nền tảng. Những bạn nào mà học thầy rồi thì những bạn ấy biết làm câu 30 là biết cách nó quen còn có những bạn nào mà chưa học thì phải chịu <laughs> phải chấp nhận nhờ thì hôm nay được thầy dạy thật ra là được hôm nay được thầy dạy cái câu này là câu trong chương trình, chương trình lớp 12 phần điện phân và thần điện phân thì nó cũng rất là quan trọng với những bạn nào học khối ngành kỹ thuật bởi vì học về hóa kỹ thuật thì chúng ta phải học về điện phân heo và heros phát minh ra phương pháp sản xuất nhôm bằng phương cách là điện phân nóng chảy al 3 trong list ở điện cực than chỉ trong một quá trình điện phân thì khí oxy sinh ra ở nhiệt độ cao đã đốt cháy carbon thành hỗn hợp khí gồm CO2 và CO. Thế đây. Carbon cộng oxy sinh ra hỗn hợp khí gồm CO2 và CO. Có tỷ khối so với bằng 16 vậy phân tử khối trung bình của nó bằng 16 x 2 bằng 32. Cháu này là 44. chỗ này 28. 44 32 Bây giờ mới sử dụng máy tính này. 44 trừ 32 bằng bao nhiêu đây? 12. 32 trừ 28 trừ đi 28 bằng 4. 4 chia 12 thì bằng 1 chia 3. Được chưa? Vậy tỷ lệ này là 1 chia 3. Thế giờ tiếp tục này. Tính lượng carbon bị đốt cháy khi sản xuất 8,1 tấn nhôm. Thế vậy là nhôm này, sản xuất nhôm là đi từ Al2O3. Điện phân nóng chảy. Thì mình thu được nhôm cộng oxy. Được chưa? Hai nhôm 3/2 Bây giờ đốt cháy 8,1 tấn nhôm thì mình gọi là coi là kg tấn tại yến coi như gam tính toán bình thường. Thế tấn bây giờ thì coi như gam thôi. 8,1 mà chia cho 27 thì bằng 0,3. Nhá, 0,3 mon nhôm. Thế ngay tức thì sẽ tìm được số mol oxy luôn. 0,3 x 3/2 chia 2 nhân 1,5 chia 2 bằng 0,25. Vậy số mol oxy đây là 0,225 Thế bây giờ câu chuyện trở thành đơn giản rồi Nếu thầy đặt số mol CO2 là A mol Thì số mol CO của thầy là 3 A Và ở đây thầy đi bảo toàn Nguyên tố oxy thầy sẽ có Oxy ban đầu nằm trong U2 2 x 0,225 Bằng oxy sau phản ứng nằm trong CO2 2 x A Oxy sau phản ứng nằm trong CO 1 x 3A Và đến đây chúng ta tìm được A nhân 2 bằng chia cho 5 bằng 0,09. Vậy với a ở đây bằng 0,09 thì ba của chúng ta bằng 0,27. Và bây giờ đề bài hỏi chúng ta là khối lượng của carbon thì mình chỉ cần bảo toàn nguyên tố carbon thôi. Carbon nằm ở trong CO2 là 0,09. Carbon nằm trong CO là 0,27. 0,09 cộng 0,27 bằng 0,36. Và mình tìm được khối lượng của carbon bằng 0,36 x 12 Bằng 4,32 tấn Thực ra đánh nhá đơn vị là gam đúng không? Nhưng mà ở đây thấy nó coi tấn này là gam rồi Thì tấn tương đương với gam thì đây là gam thôi 4,32 C Được chưa? Kinh chưa? Thế là thầy vừa giải hết tất cả các câu dễ nhá Vậy là ở đây chúng ta đếm được chúng ta lại bao nhiêu câu khó nào Câu 27 là một câu khó này Câu 27 là một câu khó Câu 20 là hai câu khó. Câu 23 là ba câu khó. Câu 17 là 4, câu 18 là 5. Vậy chúng ta có tổng cộng là 5 câu khó khó một tí. Có nghĩa là 5 câu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Vậy là chiếm 1/3, 33% vận dụng và vận dụng cao. Và thì nghĩ rằng là cái chỗ này để chỗ lọc ra những cái bạn học khối ngành top trên và khối ngành top dưới. Chỗ này chỗ lọc đấy. Và chỗ lọc thì rất quan trọng. Tại sao thầy đã nói là, là quan trọng? Chỗ lọc này rất quan trọng ở điểm này Mình sẽ chọn những cái câu nào mà Dễ trong sức của mình để mình làm Hiểu không ạ? Mình sẽ chọn những câu dễ trong sức của mình để mình làm Chứ mình không đâm đầu vào những câu quá khó mà mình không làm được Dĩ nhiên trong buổi ngày hôm nay thì thầy sẽ chữa hết Nha, Nhưng mà ở đây là cái lời khuyên của thầy dành cho các em Em không thể nào mà em đạt được đến trình độ và giải hết được Dĩ nhiên sẽ có một vài bạn đạt đến trình độ để dạy hết nhưng các bạn đấy phải tốn rất nhiều thời gian cho việc học đúng không thời học của mình mình có thể như vậy là mình có thể dùng để mình công cho môn lý cho môn sinh thế là cá nhân của thầy thầy cố vấn cho các em như vậy thế thì bây giờ trong này 17 18 mình nhìn 18 dài quá kinh 17 có thể ăn được đúng không và 23 có thể ăn được thế bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm hai câu dễ ăn trước là câu 17 và câu 23 nhá câu 17 này là một câu về sơ đồ hình vẽ câu này nhìn thì sợ thôi nhưng hiểu bản chất thì nó dễ mà thực ra thì <laughs> nói chung là cái này phải hiểu bản chất nhé chung quy vẫn vậy hiểu bản chất đây mình có câu 17, câu sơ đồ hình vẽ Câu sơ đồ hình vẽ thì nó đã không có ở bên trong cái đề thi trung học phổ thông ra từ năm 2020, năm 2021 đều không có Nhưng mà trong đề đánh giá tư duy của bách khoa thì lại có Đấy, nghe phải chú ý nhá Câu 17 Nhỏ từ từ dung dịch Bây giờ thầy lấy ở điểm này đi, hai điểm Điểm này điểm số 1 Điểm là điểm số 2 Bây giờ thầy xét điểm số 1 trước giờ thầy xét tại điểm số 1 đây điểm số 1 đây nhá nhỏ v lít thì v lít ở đây là 0,1 vậy là ba hoắt hai lần của thầy số mol bằng, x bằng 0,5 x 0,1 bằng 0,05 vào dung dịch chứa x mol na hco3 và y mol bacl2 Đấy chưa? À? Thu được kết tủa là 0 Được chưa? Các bạn nhìn nó chưa? Kết tủa là 0.1 Thế thì uh, ngay lập tức chúng ta nhìn thấy này uh, Một cái câu chuyện Nó rất là dễ hiểu Đây chúng ta nhìn đây ba 2 cộng đây Đây HCO3 đây Đúng chưa? Mình cũng chưa biết được gì nhiều Ở đây đâu ạ à. Mình chưa thể khẳng định được điều gì nhiều ở đây Nhá Mình cứ để lên đây đã Mình làm cái hai đã Cái hai này vẫn là BA hai lần. Nhưng lúc này đề bài cho chúng ta số mol béo hai lần bằng 0.3, à thể tích bằng 0.3, 0.3 nhân 0.5 thì bằng 0.15 đúng không? Cộng với hỗn hợp gồm NA HCO3 x mol và BA Cl2 y mol. Để thu được kết tủa, số mol kết tủa là bằng 0.2. Kết tủa BACO3 bằng 0.2. Và chúng ta nhìn này đây là thêm bao nhiêu nữa thì số mol kết tủa vẫn giữ nguyên. Được chưa? Thêm bao nhiêu nữa thì số mol kết tủa vẫn giữ nguyên. Thế thì bản chất ở cái thằng số 2 này là gì? Ở đây mình tìm được số mol OH trừ. 0,15 x 2 bằng 0,3. Thì OH nó sẽ tác dụng với HCO3 trừ trước Để tạo thành CO3 2 trừ Đây là X Được không ạ? Thế mà BACO3 Thì ở đây là bằng 0,2 Đúng không? Các em nhìn rõ không BaCO3 thì ở đây là bằng 0,2 Thế thì Thế thì nó dẫn đến điều gì ở đây Đấy Thế nó dẫn điều gì ở đây Nó dẫn điều gì ở đây Thì ở đây nhá chúng ta sẽ tìm được đây này Bây giờ mình sẽ ở cái qua cái thằng số 1 à, Qua thằng số 2 Nhá thì mình có là Đây là nói thế nào nhỉ Nói thế nào cho chuẩn nhỉ um, Anh này là 0,3 này là lít Anh này 0,3 lít Thì uh, À ở đây thì mình sẽ tìm được là số mol anh này. Đây 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 đây, nói này cho chuẩn. Mình nói cái thằng số 1 này đã, mình nói sẽ hoàng số 1 trước. BeO 2 lần này cộng với NaOHCO3 cộng với BaCl2 để tạo thành BaCO3. Chỗ này là 0.1 nhá. Thế thì từ đây này. Có phải mình suy ra một, một điểm là số mol 2 lần. Về Ba(OH)2 là mình 0.1 mà. Đúng không? thì cái thằng số mol của thằng uh, N NaHCO3 ở đây nó phải bằng 0,1. Đúng không? Đúng không? Không hẳn chưa chắc. Nhưng ở đây mình sẽ có này. X bằng X là carbon, carbon chưa hết đây, bằng 0,1. Hoặc hoặc là gì? Hoặc là 0.05 Cộng với Y Bằng 0.1 Bảo toàn 3 Bảo toàn 3 Thì chùi ở đây nhá Hoặc là thằng này bằng này Nhưng nó ảnh hưởng ở trong cái sơ đồ này này Sơ đồ này là Đến cái điểm số 2 này nó mới là kết tủa hết Thế nên là cứ thêm là bao nhiêu BA hoặc này lần vào Thì có bấy nhiêu kết tủa sinh ra Vậy ở đây có nghĩa rằng là Lúc này thằng HCO3 chứ không thể hết được Và HCO3 chứ không hết được Nên là X không thể bằng 0.1 được x phải lớn hơn 0,1 Vậy ở đây suy ra là 0,05 cộng y bằng 0,1 Hoàn toàn mình tìm được y bằng 0,05 Được chưa Nhá Thế giờ mình quay trở đây Anh này 0,3 cộng x ra CO32 trừ Thế thì số mon ở đây BA2 cộng chúng ta bằng 0,2 rồi Bây giờ xem x bằng bao nhiêu thôi Đúng không Thì OH trừ ăn CO32 trừ rồi Thế ở đây chỗ này là kết tủa hết có nghĩa là cho thêm BaCO3 2 lần vào hai lần vào nữa thì thì không tăng được kết tủa nữa mà vẫn giữ nguyên là 0,2 vậy có nghĩa là HCO3 trừ nó sờ tốt ở đây nó không thể lớn hơn 0,2 được đúng không vậy x ở đây bằng 0,2 không thể lớn hơn được không thể tăng thêm được nữa x bằng 0,2 và y bằng 0,5 nhé x bằng 0,2 và y bằng 0,05 đáp án đúng chúng ta là đáp án B Bỏ Ok chưa ạ Căng vết nhờ yeah. Bây giờ là đến những câu khó rồi các em ạ Thế là làm được 11 câu rồi nhá Sang câu số 12 này Câu 23 này làm được này Những chỗ này mình phải bước thật kỹ và thật chắc Câu này là một cái câu dạng Ở trong phần polymer Một loại cao su Buna n Được sử dụng trong sản xuất Gang tay y tế có chứa từng đây phần trăm về nitơ về khối lượng này từng đây phần trăm nitơ về khối lượng và được tổng hợp bằng cách đồng trùng hợp buta 1,3 dn mình viết phương trình đấy nhé buta 1,3 dn đây này đây ạ cộng với a đây không nhớ bọn này thì cũng toang còn gì nữa xúc tác natri tỷ lệ số mắt xích butadien và acrylonitrin trong cao su này là bao nhiêu thì bây giờ đặt anh này là cứ coi là k thằng k phân tử k phân tử buta một ba dn thì tác dụng với lại một phân tử vinyl à đâu một phân tử vinyl luôn để tạo thành cao su bunan được được chưa vậy ở đây thì sẽ có này anh này sẽ là k lần thằng c 4 h 6 cộng với một lần thằng c 123 c 3 C3 H3N Được chưa? Để tạo thành C4K Cộng 3 Đúng không? H6K Cộng 3 N Và đây chính là công thức Phân tử của anh Cao Su N Tạo thành Khi mà cho phản ứng giữa K anh Butadien Và một anh Acalonitrin Thế bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ cần đi tính phần trăm anh N thôi Đúng không ạ Phần trăm khối lượng của nitơ Trong anh này Thế phải chính bằng là khối lượng nitơ trong này là 14 không Chia phân tử khối cụm này 12 nhân với lại 4K cộng 3 Cộng với 6K cộng 3 Cộng với lại 14 Bằng 10,45 chia 100 và đến đây bấm máy tính mình tìm thì cả dễ không này bấm máy tính nhá bấm máy tính thì chúng ta sử dụng cái máy tính này để bấm thôi 14 này 14 này phần này 12 nhân mà hoặc đơn này 4 k cộng 3 cộng 6 k cộng 3 cộng 14 đóng hoặc đơn bằng 10,45 trên 100 10,45 chia 100 Bằng Ô chỗ này thầy ấn nhầm rồi Ca thầy bị ấn nhầm rồi 14 này Chia cho 12 nhân với 4 Cộng với 3 Rồi đấy chỗ này nhầm này Đây là 4K cộng 3 đóng hoặc Cộng 6K đấy Biết ngay bị nhầm Cộng 6A cộng 3 cộng 14 Rồi chỗ này đóng hoặc thừa này Shift rồi bằng 1,499 ạ Thì phải gần bằng là 1,5 không Thế 1,5 thì có phải chính bằng là 3 chứ 2 không Thế đáp án đúng chúng ta là đáp án C Các bạn hiểu chưa Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá các em nhá Thế là xong được 12 câu Vậy là hiện tại bây giờ mình còn câu 27 là 1 Câu 20 là 2 Và câu 18 là 3 Chỗ này mình giải được 12 câu rồi Và ba câu này mình có quyền được bỏ lại Chọn liều ba câu này có quyền được bỏ lại chọn liều Nhưng mà dĩ nhiên Thầy thì thầy không chọn liều được rồi Thầy là thầy giáo à Nên thầy sẽ chữa ra xem Ở đây thầy sẽ chọn ba câu này em chọn câu nào yên tâm nhất thì em chữa thôi Nhưng mà ba câu này đều là ba câu vận dụng cao Thì câu 20 này là trong phần kiến thức lớp 11 Nhá Lớp 11 thực hiện những câu này là những câu mà sẽ xác định là em có đỗ được top 1 của bách khoa hay không thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac từ nitơ và hydro hiệu suất h phần trăm thì thu được hỗn hợp gồm nh 3 đấy thế thì vậy suy ra ở đây mình sẽ có là hỗn hợp x nó sẽ bao gồm chứa 10% phần trăm thì nitơ này hydro này nh 3 này đặt anh này là a anh này là b anh này là c này thì 10% nữa ba về thể tích thì mình đã có một cái hệ phương trình là C chia cho A cộng B cộng C bằng 10% là bằng 0.1 Một phương trình chưa? Cho x để x tác dụng với lại CUO dư nung nóng Thì sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thì mình có nitơ không tác dụng với CUO Nên là khí sinh ra vẫn nitơ Hơi lại khí và hơi Khí và hơi đây Hero tác dụng với CUO thì tạo thành H2O NH3 tác dụng CUO thì tạo thành nitơ cộng H2O để và chất rắn thì còn là CU và dĩ nhiên có cả CUO dư thế là chỉ còn hai khí thôi thầy nhắc lại nhé nitơ không tác dụng với CUO nên có nitơ này H2 tác dụng với CUO thì tạo thành H2O này đúng không nó lấy oxy trong oxit mà NH3 tác dụng với CUO thì nó tạo thành N2 cộng H2O đấy vậy là hơi khí và hơi chỉ còn được đây sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn đây thu được hỗn hợp khí và hơi là y đây bọn chất chắn z đây z có khối lượng giảm đi so với khối lượng cu ban đầu là 12,8 thế thì khối lượng bị giảm đi so với khối lượng cu ban đầu khối lượng z giảm so với cu ban đầu thì gọi nó chính bằng là khối lượng của oxy trong oxy không vậy là khối lượng của oxy trong oxit phản ứng nó bằng 12,8 gam và nó chính bằng suy ra số mol oxy trong oxit phản ứng bằng 12,8 chia 16 0,8 mol về các em lưu ý rằng là oxy trong oxit phản ứng này nó chui tọt hết trong nước mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì đúng là 0,8 chưa ok chưa ngon không thế là nó bằng 0,8 nhé khi mà nó bằng 0,8 rồi ấy, thì mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố hiro đi thì đây có phải là 2B cộng với 3C chia 2 không? Vậy đây là phương trình số 2. Đề bài hỏi tiếp này, làm lạnh y có nghĩa là bỏ nước đi đấy thì còn 6,3 lít khí không bị ngưng tụ thì khí này chính là khí tơ Đúng không? Thì thằng này là 0,3. Vậy bảo toàn nitơ nitơ này chú hết vào đây này, 2A này. Cộng với lại 3C này, đâu nitơ trong này là cộng 1C chứ cộng C này Chia cho 2 nitơ Đây phương trình số 3 Bấm máy tính giải hệ này là sao Đúng không Vậy kết hợp 1, 2, 3 Thì mình có hệ phương trình 2A cộng C Bằng 0,6 2B cộng 3C Bằng 0,8 x 2 bằng 1,6 Và đây ạ 10C có nghĩa là 9C thì bằng A cộng B Và bấm máy tính giải hệ này mình sẽ tìm được A, B, C 9, 1, 3 2 bằng 0 bằng 1 0,6 bằng 0, bằng. 0 bằng 2 bằng 3 1,6 bằng 1 bằng. 1, bằng 1 bằng trừ 9 bằng 0 bằng Đây ạ A của mình bằng 0,25 B của mình bằng 0,65 và C của mình thì bằng 0,1 Được chưa? Thế ra được ABC nhá Được không ạ? Thế bây giờ này Đến đây nhiều bạn còn nhầm nữa thì mới nhục Vì cái, cái, dạng này các em lâu được các em không làm Mà có khéo nhiều bạn ở trên lớp cô giáo cũng chẳng có dạy mà làm hai nitơ này 3 hero này Ban đầu này phản ứng những bạn nào học thầy thì sẽ rất quen cái dạng này. Sau phản ứng này. Thì ở đây mình sẽ có là ban đầu mình chưa biết nhưng sau phản ứng N3 mình biết rồi bằng 0.1 vừa tìm được. Sau phản ứng đi hydro biết rồi bằng 0.65. Sau phản ứng nitơ biết rồi vừa tìm được 0.25. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có này, ban đầu N3 không có gì thì 0.1 trừ đi 0 thì bằng 0.1. Vậy từ đây mình suy được số mol Hero phản ứng 0.1 nhân 3 chia 2 bằng 0.15. Thế thì sau phản ứng thì hero dư 0.65 mà phản ứng hết 0.15 vậy nó sẽ là 0.65 cộng 0.15 thì bằng là 0.8. Tương tự mình tìm một số mol của nitơ phản ứng 0.1 nhân 1 chia 2 bằng 0.05. Sau phản ứng là 0,25 mà phản ứng hết 0,05 0,25 cộng 0,05 bằng 0,3 Đến đây chúng ta mới phân vân là tính hiệu suất Hiệu suất thì bằng số mon phản ứng Chia số mon ban đầu Nhưng tính hiệu suất bây giờ tính từ thằng nào Hero hay nitơ thì các phải lưu ý cho thầy một điều rằng là hiệu suất thì nó sẽ tính theo chất hết vì ở bên trong này thằng nào hết muốn biết thằng nào hết mình phải tính 0,3 chia 1 thì bằng 0,3 0,8 chia 3 bằng 0,26 vậy ở đây hero hết nên hiệu suất chúng ta phải tính theo hero các em nhé. hiệu suất chúng ta phải tính theo hero được chưa vậy nó sẽ bằng này

18,075 phần à 18,75 phần đáp án chúng ta đáp án này vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn hai câu nữa mình làm được 13 câu rồi để chưa ok nhá rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay hãy chia sẻ lại buổi học này nhá bởi vì đây là một buổi học free ok cảm ơn tất cả các bạn và các em và những bạn nào mà muốn quan tâm đến những cái khóa học của thầy trong việc mà luyện thi đánh giá năng lực của đại học bách khoa và của đại học quốc gia thì hoàn toàn có thể inbox cho thầy. Luyện thi nhá, luyện thi điểm cao chứ không phải mất gốc. Có nghĩa là luyện thi là để lấy lại gốc và với mục tiêu để mà đỗ được các cái trường đấy. Thầy thì thầy chỉ dạy là mục tiêu là đỗ trường đấy thôi chứ không phải chống liệt. Hiện tại bây giờ mình còn câu 18. Và câu 27, hai câu này để ở mức vận dụng cao, thầy sẽ xin phép thầy chữa câu 18 trước. Thật ra thầy chữa rất là kỹ cho các em đấy ạ Thầy xin phép chữa câu 18 trước nhá Cho M ra một hợp chất hữu cơ Cái câu 18 là một câu dạng lạ Cái câu 18 là một câu dạng lạ Nó chưa có ở trong bất kỳ một cái đề thi Nào Từ trước đến nay Chưa có luôn từ năm 2009 đến nay chưa có một dạng nào câu 18 này nên đây là một câu dạng lạ. Nó tốt cho cả những bạn ôn thi tốt nghiệp luôn. 36 M18 cho MG một chất hữu cơ X no mạch hở X chứa các nhóm OH COO COOH nhìn này là kinh ch tí để giải xong game lại thấy dễ không có nhóm khác có nghĩa chỉ có bọn này thôi cho MG X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH chỗ này là vừa đủ nhá 1 x 0.3 bằng thu được một sản phẩm hữu cơ y duy nhất là chất hữu cơ. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn m gam x thu được CO2. Số mol CO2 bằng 20,16 chia 22,4 bằng 0,9. Nước 12,6 chia 18 bằng 0,7. Thấy mon CO2 lớn mon nước chưa Vậy chắc chắn thằng này phải có nhiều liên kết pi Chứ không phải tại pi thì nằm trong này Đấy chưa Cho phát biểu sau Cho mỗi dự kiện này yêu cầu hỏi Thế mới cẳng Thế thì bây giờ thế này ạ à? Thế này mình phải làm thế này mới làm được Không 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 không, không bao giờ làm được Có phải là để phản ứng với NaOH Thì phải số mon của OH trừ chính bằng số mol số mol của NaOH để này cho không bị nhầm lẫn thì chính bằng số mol của nhóm COO cộng với số mol của nhóm COH không vậy bọn này bằng 0,3 không được chưa vậy ở đây mình sẽ suy ra là số mol của CO2 chia cho số mol của nhóm COO và COOH nó phải bằng là 0,9 chia 0,3 thì bằng 3 chứ. Vậy là cứ mỗi một nhóm COO hoặc một nhóm COH phải đi với ba carbon. Vậy mình dựng trước đi ạ. 1 2 3 COO nối tiếp 1 2 3 O O H thử cái này trước đi. Thì đúng là nếu mà anh này thì phải có HO ở đây không? Thì đều là CH2 đúng chưa? Trong này đều chỉ là CH2 thỏa mãn điều kiện đề bài ra chưa? Đúng là thủy phân chỉ thu được một chất không? Cộng với NaOH chỉ thu được một chất đúng không? Chỉ thu được một chất là đây. HO CH2 CH2 COH Đúng là chỉ thu được một chất bằng CONA chứ, xin lỗi. Một chất hữu cơ duy nhất. Theo mà số mol anh này là 0,3 Trong này có ăn một ăn 2, ăn 2 là NaOH. Anh này 0.3 thì suy ra anh này bằng 0 ,15. 0.15 x 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.15 x 6 Đúng mà 0.9 Chuẩn là 0, 0 luôn Được chưa bây giờ check thử hero nhá Hero trong này này à, 3 cộng với 2 là 5 5 cộng 2 là 7 7 cộng 2 là bằng 9, 9 cộng 9 1 là 10 0.15 x 10 Bằng 1.5 Đúng không ạ 1.5 mà chia cho 0.7 À 1,5 mà chia cho 2 Thì bằng 0,75 cơ Nên loại này Được chưa Mà 0,75 Trạch số con nước là loại Vậy mình sang trường hợp số 2 Đây mới chỉ có hai nhóm này Bây giờ thử lên thành 3 cái này là HO này CH2 này CH2 này COO này CH2 à, CH2 này CH2 này COO này CH2 này CH2 này COOH này. Thì anh này ăn 1 2 3 NaOH và nó vẫn tạo thành cái chất này đúng không? Nó vẫn tạo thành cái chất trên này. Mà số mol bon NaOH đề bài cho chúng ta bằng 0.3. Thì số mol bon này bằng 0.1. Vậy mình bảo toàn nguyên tử của bon nhé, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thì suy ra số mol bon CO2 vẫn bằng 0.9. Bảo toàn Hro này. 3 Hro này, 5 này. 5 cộng với 2 là 7, 7 cộng 2 là 9, 9 cộng 2 là 11, 11 cộng 2 là bằng 13, 13 cộng 1 là 14, 14 nhân 1 bằng 0, 14, 0, 14 nhân 0, 1 bằng 1,4, 1,4 chia cho 2 đúng bằng 0,7, đúng luôn, vậy nó đây. Kinh điển chưa? Nhanh chưa? Những câu này mình phải có kỹ năng làm game ạ, à? không kỹ năng không làm không làm được. Khối lượng phân tử của x, đây là chất x xem khối lượng phân tử nó bằng 234 không nhá. 17 cộng với lại 14 nhân 2 cộng với 44 cộng với 28 14 nhân 2 28 cộng 44 cộng 14 nhân 2 28 cộng 45 bằng 234. Đúng 234 luôn, đúng. Đốt cháy X thu được số mol CO2 bằng số mol oxy đã phản ứng. Mình phải viết đốt cháy. Đốt cháy X đây, đây thằng X đây, mình viết lại xem nào, nó là C mấy? C9 H à... 7. Ô mấy ạ 1 2 3 4 5 6 7. C9H7O7 cơ. Đâu C9H 14 chứ nhỉ? Không không phải 7 x 2, đúng rồi, H14 O7. Cộng Oxi. Thì thu được là 9 CO2 cộng với 7 H2O. 9 2 18 18 cộng 7. 18 cộng 7 bằng trừ đi 7 bằng chia 2 bằng 9 Ờ à, thì đúng rồi Số mon oxy chính bằng số mon CO2 luôn Đây số mon CO2 chính bằng số mon oxy đúng Y công thức cấu tạo Cái này sai chưa Y của mình phải như này Nhìn này biết ngay là sai Tại vì là cái thành phần anh này chỉ có nhóm CH2 chứ không có nhóm CH3 Đây có CH3 là sai rồi Khối lượng của Y bằng 33,6 gam Đây Y đây Số mon nó là bằng 0,3 Nhân lên phân tử khối cho bằng đúng không nào 0,3 nhân bằng bậc đơn này, 17 cộng 14 cộng 14 cộng 67 bằng 33,6 gam. 33,6 đúng. Vậy ở đây câu 18 này chúng ta có 3 nhận định đúng. Nha. Ở đây câu 18 này chúng ta có 3 nhận định đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, ba nhận định đúng. Xong câu 18 nhá. Còn câu cuối cùng. Tôi cũng thể đánh giá là một trong uh, thực ra là có hai câu khó, một câu vô cơ khó nhất và một câu hữu cơ khó nhất. Vừa nãy thầy chọn là câu hữu cơ khó nhất thì thầy giải rồi. Bây giờ thì sẽ giải sang câu vô cơ khó nhất. Đây các bạn cùng quan sát thầy giải câu vô cơ khó nhất đây. Thực ra câu này có ở trong đề thầy rồi. Các bạn nào mà học thầy thì biết. Thầy chữa nhiều dạng câu này lắm rồi. Có một câu hữu cơ cái dạng lạ thôi, còn lại đa số tất cả những dạng này thì thầy đều đã, đã dạy rồi. Câu 27 Nung mờ gam Thế thì những bạn nào mà chưa được học thầy thì có thể liên lạc với thầy để tìm hiểu về các khóa học của thầy nhé Để mà được thầy độ Trong cái phần này 27 này Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Maze này Cu nấu hai lần này Trong điều kiện không có không khí Sau một thời gian Nung nóng ạ à. Sau một thời gian Thì thu được sau một thời gian thì thu được chất rắn y chất rắn chất rắn x và 6, 6,384 chia 2,4 bằng 0,285 mol hỗn hợp khí y khí y. mình xác định luôn khí y nhé khí y này của mình là khi mà nung nóng ấy, thì CU nổ 3 là nung nóng nó sẽ tạo thành NO2 và oxy đây chính là khí y đây chứ ạ sau đó này Hòa tan hoàn toàn x Bằng dung dịch HCl Số mol HCl bằng 2 x 0.5 thì bằng 1 Thu được dung dịch Z Chỉ chứa muối Và nước Và 0.05 mol Hỗn hợp T gồm hai khí trong đó có tơ Và một khí nữa Thì khối của T so với đi bằng 5.7 phân tử khối nào 5.7 nhân với lại 4 bằng 22,8 22,8 Thế thì phân tử khối của nitơ đó là 28 rồi Vậy là phải có một anh mà còn nhỏ nitơ Thế là nhỏ nitơ trong các sản phẩm khử của nitơ thì chẳng có anh nào N2 là nhỏ nhất Vậy mình nghĩ ngay đến việc mà nhỏ cả 2,8 Mình nghĩ ngay đến hydro 28 Đây 22,8 trừ đi 2 thì còn 20,8 28 trừ 2,8 5,2 20,8 chia 5,2 4 ạ 4 chia 1 Thế mà đây nhá Tổng số mon là 0,05 Khăn hơi quá Tổng số mon là 0,05 Mà chia làm 5 phần bằng nhau Anh này chia 1 phần 0,05 chia làm 5 phần bằng nhau Với mỗi phần bằng 0,01 Anh này là 0,01 Anh này còn bằng 0,04 Thế là tìm được nhí tờ tìm rồi Được chưa Dễ không Theo đây nhá Chỗ này mình nhìn này Trong hỗn hợp cái y này của mình Thằng này có hai oxy Thằng này hai oxy Nên mình tìm được số mol Của nguyên tố oxy trong y Có phải bằng 0,285 x 2 không Và 0,285 x 2 bằng 0,57 không Được chưa Ok không? Thế bây giờ thầy đặt số mon của Maze của thầy là A mon Số mon Seoul 3 32 lần là B mon Thì phải thầy tìm được luôn số mon OC trong X không? Bảo toàn oxy ạ à? Đây là 6B Trừ đi 0,57 không? Thế thì có phải là oxy trong X nó chui tọt hết ở trong nước này không? Vậy số mon nước cũng sẽ chính bằng là 6B Trừ 0,57 Ngon chưa? Ok chưa? Thế thì trong muối này thì bởi vì nó có ma ấy nên cái muối này lúc nào mình phải cẩn thận. Nó sẽ có magie 2 cộng. Đồng 2 cộng. Cẩn thận có NH4 cộng và dĩ nhiên có cả Cl trừ nữa. Lúc nào mình phải cẩn thận NH4 cộng. Được. được không ạ? Mình phải cẩn thận. Mình không cẩn thận là toan. Nhá. Thế vậy bây giờ ở đây ấy, mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hero Đúng không? Bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hero Thế bởi vì mình, mình tìm được oxy Mình tìm được nước rồi mà Đây nước biết rồi nhá Hero đây biết rồi nhá Bây giờ mình còn hớt 4 thôi Đúng không? Mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố hero này Bảo toàn nguyên tố hero Thì mình có, này Hero ban đầu nằm trong HCL 1 mol. Sau đó chui trong 4 lần số mon hớt 4 cộng Cộng với trong này có hai lần số mon nước Bây trong nước có 2 euro mà 2 nhân với lại 6B Trừ 0,57 Cộng với trong H2 này có 2 euro này 2 nhân 0,01 Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol ở 4 cộng Nó sẽ bằng là 1 này Cộng với lại 0,57 này Nhân 2 này Trừ 0,02 này Bằng này

là trừ thì từ đây trừ hết vào đây nhé Một Được chưa ạ CL trừ từ đó trừ hết vào đây rồi Một Ma dê của mình thì chu tọt vào đây là A Đồng của mình trừ tọt hết vào đây là B Đúng không ạ Thế vậy thì ngay lập tức Ở đây mình sẽ có hai cái biểu thức để mình giải <laughs> Biểu thức thứ nhất Là Bảo toàn khối lượng muối bởi vì ở đây đề bài cho ta là khối lượng muối của mình là bằng 54,42 mà. Vậy ở đây thì sẽ có là khối lượng muối là 54,42 thì sẽ bằng điều thức đầu tiên đấy, giải hệ đấy ạ. Tính theo khối lượng muối nha. 24A cộng với 64B cộng với lại 35,5 x 1 thì cái này để lại chỗ này là 14 cộng 4 là 18. 0,53 3B cộng 35,5 x 1 thì bằng 54,42 một phương trình bề mở muối phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn điện tích được chưa bảo toàn điện tích thằng này là hai dương này 2 b này cộng với thằng này một dương này 0,53 3 năm ba ba b này thì bằng thằng này một âm này một bấm máy tính giải hệ này là sao

1 trừ 0,53 bằng Đây mình tìm được A của mình bằng 0,32 A bằng 0,32 luôn B của mình bằng 0,17 đây bài hỏi chúng ta là Giá trị của M là bằng 39,64 xem đúng nhá 0, 0, 0,32 Nhân 24 cộng với lại 0,17 Nhân với lại 188 39,64 Đúng Xong nha Đấy chưa Sang IB để bài hỏi là Trong Y có chứa 0,045 mon, nitre, mon nấu non oxy Thì mình đây Nitơ thì có phải là nitơ chui đây không Nitơ chui trong NH4 và nitơ chui trong đây Vậy mình bảo toàn nitơ mình tìm một số mon nấu 2 Nitơ ban đầu đây là bằng 0, Bảo toàn 0,17 nhân 2 này à, Nito ban đầu nhé Trừ đi này Nito trong N4 này Và Nito trong N2 Nito trong N2 là 0.04 Nhân 2 Nito trong N4 là trừ đi Nhân 1 này 0.53 Trừ đi 3 nhân B B là 0.17 Thì ra được Nito trong N2 Ôi sao âm chết từ từ 0.17 nhân 6 ạ à? Cho này thì lỗi Cho này phải nhân 6 3 nhân À đâu nhân 2 đấy chứ Nhân 2 Đúng rồi trừ đi 0,04 nhân 2 trừ đi 0,5A chỗ này cộng trừ trừ cộng thẳng thành âm 0,24 cháu này là 0,24 thì cháu này là 0,285 trừ 0,24 bằng 0,045 được chưa được chưa 0,05 thì ở đây đề bài nói là trong y có chứa 0,045 là đúng. Đúng không? Đúng không? 0,05 là đúng. Không? Đúng. Nếu tiếp tục nung x đến khối lượng không đổi thì thu được hai chất rắn. Nếu tiếp tục nung x. X đây. Đến khối lượng không đổi thu được hai chất rắn đúng rồi bởi vì là trong này nó sẽ có là MgO và CuO nung đến khối lượng không đổi là thu được MgO và CuO luôn dung dịch Z chỉ chứa một anion. Dung dịch Z đây, một anion, chính xác. Và cuối cùng là dung dịch Z chứa hai cation. Sai chưa? 1 2 3 cation. Vậy là dung dịch Z chứa hai cation là sai. Vậy suy ra 1 2 3 4 mình có 4 nhận định đúng. 4 nhận định đúng, đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Ok. Thế là các em nhìn nhá, trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta chữa full toàn bộ 15 trên 15 câu trong để đánh giá tư duy và bài khoa. Dĩ nhiên, cái việc mà làm được 15 trên 15 câu này chúng ta sẽ tốn khá là nhiều thời gian và nó ảnh hưởng đến việc mà làm môn sau là môn sinh. Chính vì vậy nên cá nhân thầy khuyên khuyên các em mình chỉ luyện làm sao mình làm được đúng khoảng độ tầm từ 12 cho đến 14 câu là đẹp lắm rồi, 15 câu là may mắn. Được không? Cũng giống như kiểu là số điểm 10 môn hóa nó rất là không có nhiều mà đây là mình làm trong thời gian là trong trong khoảng thời gian rất là ngắn, trong 90 phút. Thế nên là cá nhân thầy là thầy trong cái buổi ngày hôm nay thầy thực hiện cái buổi ngày hôm nay là để muốn thứ nhất là định hướng cho các em cái việc học là ở đây trong cái đề đánh giá tư duy này, muốn thi kể cả đánh giá tư duy của bách khoa hay là đánh giá năng lực của quốc gia thì chúng ta đều phải ôn lại hết của 10 11 12. Và thầy cũng biết rằng là các em bị rỗng rất là nhiều 10 10 11 12. Chính vì vậy nên ở trong khóa tổng ôn của thầy thầy đã dạy đã và sẽ dạy lại hết tất cả các chuyên đề trọng tâm của 10, 11, 12 để thỏa mãn ba yêu cầu luyện tốt nghiệp, luyện đánh giá năng lực quốc gia và luyện đánh giá tư duy bách khoa. Dĩ nhiên là chúng ta còn phải học cả luyện đề nữa. Nhưng yên tâm là thầy sẽ độ để chúng ta qua một hóa nhá. Ok và rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay. À, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các em vào các cái buổi sau và nhớ là theo dõi trên cái fanpage của thầy là thầy Minh Bia Liên Hóa Học để thầy cập nhật tài liệu liên tục và có các buổi live liên tục để trợ giúp các em. Bye bye, chào tạm biệt.